Lee Mi-suk ngoại tình với trai trẻ kém 17 tuổi, đáng sợ nhất là âm mưu thâm hiểm chấn động K-pop. Vướng hàng loạt thị phi, nhưng nữ diễn viên Lee Mi-suk vẫn có chỗ đứng trong làng giải trí xứ Hàn. Nữ diễn viên Lee Mi-suk là một gương mặt vô cùng quen thuộc đối với khán giả màn ảnh nhỏ xứ Hàn. Sở hữu gương mặt lạnh như tiền, ánh mắt sắc sảo cùng những biểu cảm khiến đối phương phải gai người. Bà luôn gắn liền với những vai diễn mạnh mẽ quyết đoán, nhưng không thiếu đi những vai diễn quỷ quyệt thủ đoạn khiến người xem phải run sợ. Bắt đầu đóng phim từ năm 1980, Lee Mi-suk được yêu thích bởi vẻ đẹp sắc sảo, bí ẩn và thân hình vô cùng quyến rũ. Những năm đầu đóng phim, bà chủ yếu đảm nhận vai chính và là người làm nên thành công của loạt phim huyền thoại thời đó như Wild Hunting, The Winter That Year Was Warm. Ngoài ra, tên tuổi của bà còn gắn liền với bộ phim đình đám Phía Đông Vườn Địa Đàng. Ngoài sự nghiệp phim ảnh, cuộc hôn nhân của bà cũng được nhiều người chú ý, bởi chỉ 7 năm sau ngày đặt chân vào showbiz, bà bất ngờ tạm dừng diễn xuất để kết hôn. Thời điểm này, nhiều người còn tưởng bà sẽ vì hôn nhân mà từ bỏ hoàn toàn ánh hào quang. Nhưng không, vài năm sau đó bà trở lại, ấn tượng hơn xưa, đạt được nhiều giải thưởng lớn với bộ phim An Affair. Hôn nhân viên mãn, sự nghiệp đáng ngưỡng mộ, tưởng đâu cuộc đời của Lee Mi-suk sẽ cứ vậy mà thuận lợi. Nhưng đến năm 2007, bà và chồng là bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Hong Seung-ho bất ngờ tuyên bố ly hôn sau 20 năm chung sống. Lý do ly hôn phải tới tận năm 2012 mới được sáng tỏ. Cụ thể, năm 2012, thời điểm đã ở độ tuổi ngoài 50, bà bất ngờ trở thành cái tên phủ kín các mặt báo. Đáng tiếc là bởi một lý do không mấy tốt đẹp. Đây là lúc bà và công ty quản lý cũ The Content Entertainment đang tranh chấp kịch liệt khi phía công ty này đã phanh phui việc bà có quan hệ ngoại tình với một nam thanh niên kém 17 tuổi. Chính bởi mối tình sai trái này mà Lee Mi-suk đã ly hôn với người chồng đầu ấp tay gối được 20 năm, dù giữa hai người đã có hai đứa con chung. Chấn động hơn khi bà còn bị tố một âm mưu nham hiểm. Vì sợ bị công ty quản lý cũ vạch trần scandal gian dâm của mình mà bí mật thuê người để giết hại ông bầu cũ. Theo tin nhắn điện thoại gửi từ tháng 1 năm 2009, con trai chị của Lee Mi-suk đã gửi tin nhắn cho ông Ju Jan-ho, 33 tuổi, quản lý cũ của Jan Ja-jeon với nội dung "Hãy mạnh mẽ lên, mẹ tôi đang bị sốt nên đã bảo với phía Jo Jan-eun, tên người được thuê, đừng giết Kim, tên của ông bầu cũ." Ngoài ra, trong một cuộc điện thoại giữa Ju Jan-ho và một nghệ sĩ khác cũng ám chỉ tới âm mưu sát hại, chị Lee Mi-suk đã liên lạc với tất cả các ký giả và những người khác liên quan và nói rằng sẽ chặt hết các ngón chân, ngón tay của Kim. Ngoài lùm xùm này, Lee Mi-suk còn từng bị chỉ đích danh là người chủ mưu trong việc ngụy tạo hồ sơ của Jan Ja-jeon, những bức thư giả chữ viết của cố diễn viên Jan Ja-jeon vạch tội ông bầu biến nghệ sĩ trực thuộc thành hàng cho các ông lớn. Về Jan Ja-jeon, cô là nữ diễn viên Vườn Sao Băng từng tự tử vì bị ép làm nô lệ tình dục cho các ông lớn trong và ngoài ngành làm phim. Thời điểm đó, Dispatch khẳng định chính Lee Mi-suk là người đã dụ dỗ Jan Ja-jeon viết bức thư kể lại chuyện cô bị ép bán dâm, bị cưỡng hiếp. Những bức di thư với Jan Ja-jeon là cách để cô có thể thoát khỏi công ty cũ. Nhưng với Lee Mi-suk, bà chỉ muốn có được chúng để uy hiếp công ty. Sau đó, Jan Ja-jeon phát hiện mình bị Lee Mi-suk lợi dụng, đồng thời bị công ty quản lý uy hiếp. Chính vì lý do này mà cô chọn cách tự tử để giải thoát bản thân. Dĩ nhiên, Mi-suk liên tục tuyên bố rằng tất cả chỉ là nghi ngờ, hiểu lầm. 10 năm sau ngày dính liên hoàn drama, Lee Mi-suk tuy mất đi vị thế trong làng giải trí, nhưng vẫn bền bỉ đóng phim, sự nghiệp gần như không bị ảnh hưởng gì nhiều. Từ sau năm 2012 đến nay, bà nhận tới 13 bộ phim, cả điện ảnh lẫn truyền hình, 5 lần đóng chính. Dường như bà chỉ dần rút khỏi ngành giải trí vì tuổi tác, chứ scandal chẳng hề hấn gì với bà. Trong tương lai, khán giả còn có thể sẽ gặp lại Mi-suk với vai chính của bộ phim The Empire of Law.